Xin chào mọi người đã đến kênh 15 phút review. Ở tập trước, sau khi Tiêu Viêm nhận được sự chỉ dẫn của Tàn Hồn ở Vấn Tâm Điện và đột phá đến gần ý gia linh hồn chi lực, thì hắn cũng rời khỏi dược tộc, trở về Tiêu phủ an toàn. Sau khi về tới nơi, đám người Tiêu Viêm và Ma Hoàng liền túm lại với nhau tam chuyện to nhỏ, suy đoán các thế lực đằng sau phái người ám sát Tiêu Viêm là ai, cuối cùng phỏng đoán ra hai thế lực, ba tên áo đen ám sát, chính là người của Ảnh Tử Minh, do hồn ma bộ tộc thuê, và bốn tên áo trắng đó chính là người của Đan Điện phái ra. Ngay lúc này, mùi thuốc súng tràn ngập đại sảnh của đan điện, điện chủ đan điện chắp tay sau lưng có chút bực bội, một tên đệ tử áo trắng bước vào quỳ xuống, báo cáo, Tiêu Viêm đã về cự hy thành, điện chủ đan điện nói, đã biết, truyền lệnh xuống, từ giờ về sau, phái người nhìn chằm chằm nhất cử nhất động Tiêu Viêm, phát hiện bất kỳ tình huống gì, lập tức đến đây bẩm báo, đi xuống đi, đệ tử áo trắng đáp, vâng, lông mày của điện chủ đan điện cao chặt, cảm xúc bình tĩnh lập tức buông xuống cười lạnh, Tiêu Viêm ơi là Tiêu Viêm, ta không biết một tứ tinh hậu kỳ như ngươi, làm sao trốn khỏi sự tập kích của bốn đấu đế ngũ tinh? nhưng vận khí như vậy không phải mỗi lần để có thể cùng lúc đó trong một cung điện tối om điện chủ phân điện của ảnh tử minh khàn khàn nói tiêu viêm lông tóc không tổn hao gì một tiểu tử tứ tinh hậu kỳ lại có thể không bị chút tổn thương nào dưới sự tập kích của một đấu đế ngũ tinh đỉnh phong và hai đấu đế ngũ tinh sơ kỳ người xem ta là kẻ ngốc sao hắn ta cho rằng cho dù ba người ám sát tiêu viêm đều chết sạch tiêu viêm cũng tuyệt đối sống không nổi không nghĩ đến tiêu viêm có thể không chút tổn hao xuất hiện ở cự hy thành người áo đen nhỏ giọng lầm bầm thuộc hạ đoán rằng tiểu tử kia rất có thể đã che giấu thực lực thật sự điện chủ tức giận nói che giấu thực lực khốn kiếp sao có thể che giấu thực lực hắn không thể là đấu đế ngũ tinh một người ngay cả đấu đế ngũ tinh đều không phải sao có thể vượt cấp giết chết một cái ngũ tinh đỉnh phong và hai cái ngũ tinh sơ kỳ được nhất định có nguyên nhân khác người có cẩn thận điều tra hay không người áo đen quỳ trên đất trả lời đã cha thuộc hạ cũng cảm thấy việc này quá không thể tin cho nên mới bẩm báo với điện chủ trước, rồi lại tự mình đi kiểm tra rõ ràng lần nữa. Điện chủ hỏi, sao lại như vậy? Người áo đen trả lời, địa hình nơi đó quả thật có gì đó rất lạ, nước rất sâu, không thể tra xét. Hơn nữa, sức bật to lớn, cho dù là ngũ tinh đỉnh phong, cũng không chịu nổi sự lạnh lẽo ở đáy hồ, cho nên... Thuộc hạ suy đoán, trên người tiêu viêm có khả năng có bảo vật chống lạnh, cố dụ người của chúng xuống nước, dựa vào hạn chế địa hình, giết chết bọn họ. Điện chủ gật đầu, ừ, nếu thật sự như thế nghe còn được. Người áo đen thấp giọng nói, vậy lần sau, chúng ta phái ra cấp bậc gì, Điện chủ cười lạnh, người nói thử xem, người áo đen đáp, theo thuộc hạ thấy. Ám sát cấp 3 lại thất thủ, phân điện của chúng ta đã mất hết mặt mũi, nếu lại thất thủ nữa, e rằng không cách nào giải thích với cấp trên, cho nên, có phải nên phái một lục tinh trung kỳ ra tay hay không, để bảo đảm vạn vô nhất thất, điện chủ phân điện ảnh tử minh chậm rãi gật đầu, tốt, vậy phái một lục tinh trung kỳ ra tay, nhất định phải bảo đảm ám sát thành công, người áo đen đáp, thuộc hạ nhất định không nhục sứ mệnh, lúc này, bầu không khí ở tiêu phủ đã nhẹ nhàng hơn không ít, tiêu viêm nhìn lướt qua mọi người, phát hiện không thấy tiêu kỳ mở miệng hỏi đúng rồi kỳ nhi đâu tiêu giao tức giận mắng tiểu tử ngươi đến bây giờ mới nhớ đến thê tử sao sau khi đến tiêu phủ tiêu kỳ đã bế quan rồi kỳ nhi cảm thấy cấp bậc của nàng quá thấp sợ gây trở ngại cho ngươi cho nên dốc sức khổ luyện tiêu viêm xấu hổ cười kỳ nhi đúng là khắc khổ đúng rồi đại ca ngươi có biết gì về ảo ảnh trong cự hy đại sơn lâm không ta muốn chờ đến khi nó mở ra sẽ đi vào Thanh Hạo Nhiên cao giọng, cái gì? Thanh Mộc Nhi cũng kinh ngạc hô, tên nhóc lừa đảo, trong đó cực kỳ nguy hiểm. Chân Ni, Nam Nhĩ Minh và Từ Ảnh đã sớm biết, cho nên im lặng không lên tiếng. Khiếu Chiến, Nhạc Thiếu Long và Phong Bạo thấy vậy cũng không lên tiếng. Tiêu Viêm giải thích, ta cần phải vào đó hái một loại dược liệu tên hỏa mộng thảo, để dùng khi phục sinh tổ tiên Tiêu Huyền. Nghe nói chỉ có ảo cảnh kia mới có, bên ngoài rất khó tìm được. Thanh Hạo Nhiên thở dài, hóa ra là như vậy, ta nói sao ngươi lại đột nhiên muốn vào nơi đó, mặc dù ta chưa từng bước vào nơi đó, nhưng nghe nói, trong tộc đã có người bước vào, đó là nơi cửu tử nhất sinh, được rồi, ta sẽ kể hết những việc ta biết cho ngươi nghe, hy vọng sau khi nghe xong, ngươi có thể thay đổi quyết định, chúng ta đều đã biết, muốn độ để kiếp ngũ tinh vô cùng khó khăn, ảo cảnh cựu hy đại sơn lâm chính là mở ra vì tứ tinh đỉnh phong, ngũ tinh trở lên không cách nào đi vào, có lẽ, đầu tiên sáng chế ra ảo cảnh này, là muốn cho những đấu đế cấp thấp khó có thể tấn thăng ngũ tinh một cơ hội ở trong đó có thể tìm thấy một chút bảo bối mà ở bên ngoài không tìm thấy có một lượng lớn ma thú cao cấp để săn giết lấy ma hạch cao cấp có điều phải có mạng để hưởng mới được nếu xem ảo cảnh này như sân luyện tập không bằng nói là đấu trường đồ sát tứ tinh đỉnh phong trong ảo cảnh tràn đầy giết chóc không chỉ có người giết ma thú chủ yếu nhất là sự tàn sát giữa người với người báo thù cũng không cần nói giết người cướp của giết người đoạt bảo là chuyện bình thường thậm chí căn bản không có bất kỳ mục đích gì chỉ đơn mình là muốn giết người hơn nữa, không chỉ có những người chuẩn bị độ để kiếp ngũ tinh đi vào, ngay cả những thiên tài sớm vượt qua đế kiếp ngũ tinh cũng đi vào, nhưng phần lớn những thiên tài này đều muốn thí luyện hoặc thuần thục đấu kỹ để đi vào, có rất nhiều người bảo vệ, cho nên thực lực thấp sẽ bị thực lực mạnh giết, thiên tài bị thiên tài tuyệt thế giết, tóm lại chính là giết giết, từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu thiên tài đã mất mạng trong đó, nơi đó không có mặt trời, có lẽ đã từng có, nhưng oán khí tích lũy vô số năm đã che khuất nó, không còn thấy được, chỉ còn lại sự u vô tận và máu tanh khiến người ta buồn nôn còn có mặt đất chất đầy xương trắng, ảo cảnh cự hy đại sơn lâm, hiện tại có rất ít người nhắc đến cái tên này, bởi vì nó đã bị mọi người gọi bằng một tên khác, đó chính là sắt đầy khuyết quật, mọi người hút một ngụm khí lạnh, sắc mặt tiêu dao đen nhánh, Thanh Hạo Nhiên tiếp tục nói, trong đó, vừa là thiên đường vừa là địa ngục, là thiên đường của kẻ giết người và là địa ngục của kẻ bị giết, nhưng người cảm thấy thiên đường rất ít, phần lớn đều là địa ngục, cho nên, mỗi lần mở ra, đi vào mấy vạn người, cuối cùng có thể đi ra chỉ còn lại mấy chục người, trong đó, còn có những người bị sát tâm và bóng ma tử vong kiềm chế che đậy tâm linh. Hoàn toàn phát điên, ánh mắt mọi người nhìn Tiêu Viêm càng lộ vẻ lo lắng, Tiêu Giào nói, "Ta nói hài tử, ngươi là thiên tài tiêu tộc, cũng là hy vọng duy nhất của tiêu tộc, ngươi lại không cần buồn phiền vì độ đế khiếp ngũ tinh, vậy không thể mua Hỏa Mộng Thảo từ tay những người đi ra từ áo cảnh sao? Có thể đừng mạo hiểm như vậy được không?" Tiêu Viêm thở dài, trong đầu hiện lên khuôn mặt cười của Tiêu Huyền, câu nói làm rất tốt, đừng để sư tổ mất mặt, không ngừng vang lên bên tai, ánh mắt Tiêu Viêm hít chặt, Tiêu Viêm lắc đầu, cho dù lại nguy hiểm Ta cũng phải đi, Thiếu Long, ngươi quản lý phòng đấu giá nhiều năm như vậy, có từng nghe nói có ai đấu giá Hỏa Mộng Thảo không? Nhạc Thiếu Long lắc đầu, đúng là chưa từng nghe. Tiêu Viêm nói tiếp, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ loại Hỏa Mộng Thảo này rất khan hiếm trên đấu đế đại lục, người mang nó ra từ ảo cảnh đều không muốn bán. Hiện tại, phục sinh tổ tiên Tiêu Huyền cần dùng Nghịch Thiên Tục Hồn Đan, chỉ còn thiếu mỗi vị dược liệu này để trung hòa các dược liệu khi luyện chế, cho nên ta nhất định phải đi. Thanh Hạo Nhiên đề nghị, nếu chỉ vì loại dược liệu đó, ngược lại, ta có thể cắt cử một vài tên tứ tinh đỉnh phong trong Huyết Ma bộ tộc đi vào sau khi hái được dược liệu vẫn luôn trốn tránh tiêu viêm cười nói biện pháp này của đại ca tốt thì tốt ta cũng hiểu rõ khổ tâm của đại ca nhưng đại ca người có nghĩ tới nếu người đi vào có được lực lượng linh hồn cường đại người mà ngươi phái ra có thể trốn được sao một khi bị phát hiện dược liệu sẽ không có mặt khác, ta cũng không muốn dùng cách này, để có được dược liệu, ảo cảnh này, không phải chỉ có ngũ tinh trở xuống mới vào được sao, cho dù có người tới nói bên trong đáng sợ như thế nào, nhưng đi vào không hải đều là tứ tinh đỉnh phong sao, có cái gì đáng sợ, trải qua lần ám sát này, và lần hiểu lầm ở dược tộc, ta biết rõ lực chiến của bản thân, hiện tại, không phải ta tự tin quá đáng, đối với ngũ tinh hậu kỳ, ta đều không sợ, nếu cả dũng khí để đối diện với một đám tứ tinh đỉnh phong cũng không có, trong tương lai, sao ta có thể bước lên con đường cường giả? đạt đến đâu đến đỉnh phong, ta dựa vào cái gì dẫn dắt huynh đệ. Nghe vậy, mọi người không còn lời nào khuyên can, nhưng Thanh Hạo Nhiên không từ bỏ, trầm tư một lúc, đột nhiên hỏi: "Sao ngươi biết trong ảo cảnh có rất nhiều hoa mộng thảo?" Tiêu Viêm Đáp: "Là sự tổ nói cho ta biết, trước kia hắn đã từng vào đó." Thanh Hạo Nhiên lại hỏi: "Tộc trưởng dược tộc cũng ủng hộ ngươi đi vào?" Tiêu Viêm Đáp: "Đúng vậy." Hắn nói, bởi vì đấu đế đại lục xảy ra một chút biến cố, ảo cảnh đã có những phản ứng trước thời hạn, ước chừng sẽ nhanh chóng mở ra, đúng lúc ta có thể đi vào lịch luyện một phen, sau đó tiện tay hái một ít hoa mộng thảo đại ca ngài xem ta còn gánh vác kỳ vọng của sư tổ sao có thể lùi bước thanh hạo nhiên lắc đầu vị sư tổ này của ngươi tiện tay một chút dược liệu không ngờ hắn có thể nói được nhẹ nhàng như vậy tiêu viêm thuật lại lời của tộc trưởng dược tộc sư tổ nói năm đó hắn đi vào một cây côn gỗ đánh đến phần lớn cường giả hoa rơi nước chảy một lần củng cố uy vọng thiên tài tuyệt thế của hắn còn nói theo phán đoán của hắn về thực lực của ta đối với việc ta đi vào rất có lòng tin thanh hạo nhiên trừng mắt tộc trưởng dược tộc là tuyệt thế thiên tài tiêu viêm kinh ngạc hỏi Hắn không phải sao?" Thanh Hạo Nhiên nói, "Nếu chỉ đề cập chiến lực, dựa vào thiên phú mấy chục vạn năm đều không thể đột phá bát kinh của hắn, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như thiên tài, nhưng tuyệt đối không phải tuyệt thế thiên tài. Có điều, hắn đồng thời có tạo nghệ cực cao trên luyện dược, hắn tự xưng bản thân là thiên tài tuyệt thế cũng không xem như tự đại, chỉ là xác trả quyết quật này, chỉ xem trọng chiến lực, luyện dược không trợ giúp được chút nào khi ở trong đó, ta rất khó tưởng tượng ra, năm đó, nếu chỉ dựa vào thực lực của một mình hắn, sao có thể giống như lời hắn nói, dùng côn gỗ đánh đến phần lớn cường giả hoa rơi nước chảy?" ngoại trừ chân ni đám người tiêu viêm đều không rõ dụng ý của thanh hạo nhiên chân ni mở miệng giải thích ta nghĩ ma hoàng cũng không phải muốn nói xấu sư tổ của tiêu thiếu mà là muốn nói cho tiêu thiếu biết tộc trưởng dược tộc có lẽ là thiên tài tuyệt thế của dược tộc nhưng vẫn chưa phải thiên tài tuyệt thế trên đấu đế đại lục cho nên năm đó có thể hăng hái trong ảo cảnh không người nào dám đụng vào đương nhiên có quan hệ rất lớn đến thực lực nhưng càng nhiều là do khuất phục trước uy danh năm đó của dược tộc thanh hạo nhiên gật đầu không sai ta chính là có ý này năm đó dược tộc oai phong hơn đan điện hiện tại rất nhiều muốn gió được gió muốn mưa được mưa cường đại đến không ai bị nổi, Dược Hạo Thiên là thiên tài mà dược tộc coi trọng, những tuyệt thế thiên tài thật sự của các thế lực khác cũng không dám ra tay với hắn khi ở trong ảo cảnh. Tiêu Viêm kinh ngạc, ý của đại ca là, trong ảo cảnh không chỉ dựa vào thực lực, còn dựa vào thế lực, nếu như không có thực lực tuyệt đối, lại không có thế lực khiến người khác kiêng kỵ, một mình vào đó sẽ cực kỳ nguy hiểm. Thanh Hạo Nhiên xấu hổ cười, ta đúng là có ý này, thực lực cá nhân của ngươi đại ca không chút hoài nghi, tứ tinh hậu kỳ đã có thể giết chết ngũ tinh đỉnh phong, hơn nữa, còn là ngũ tinh đỉnh phong cực mạnh, thực lực có gì đáng để chất vấn? nhưng sau khi tiến vào ảo cảnh không ai sẽ kiên kỵ ngươi hơn nữa trong số những người đi vào đều không thiếu thiên tài tuyệt thế ngươi có thể gặp nguy hiểm không thể đoán được bất cứ lúc nào tiêu viêm có chút không rõ theo lời đại ca tại sao vẫn có rất nhiều tứ tinh đỉnh phong vào đó chẳng lẽ bọn họ không biết trong đó cực kỳ nguy hiểm sao thanh hạo nhiên nói biết ngay ngươi sẽ hỏi như vậy phần lớn những người đó đều là thiên tài do các thế lực bồi dưỡng vào đó để lịch luyện thật ra chính là bảo tiêu còn có một số người đều là kết nhóm để vào hơn nữa sau khi trở ra đều sẽ nhanh chóng quy phục dưới trướng các thiên tài tuyệt thế để cầu an toàn cũng có một ít người là thấy thời gian độ để kiếp ngũ tinh sắp đến không thể không vào đó để cầu một lần thanh mộc nhi nói dưới tay tên nhóc lừa đảo không phải có rất nhiều tứ tinh đỉnh phong sao kêu bọn họ cùng tên nhóc lừa đảo vào đó thanh hạo nhiên cười hỏi ngươi sẽ chấp nhận sao tiêu viêm lắc đầu những tứ tinh đỉnh phong kia chiều mộ đến là để tấn thăng ngũ tinh làm lớn mạnh thực lực tiêu tộc sẽ là thực lực nòng cốt của tiêu tộc trong tương lai đại Cam miêu tả ảo cảnh đáng sợ như vậy sao ta có thể vì an toàn của mình để bọn họ đi vào nơi nguy hiểm như vậy hơn nữa, nếu trong đó nguy hiểm như vậy, bọn họ vào đó cũng không giúp được ta, ta còn phải phân tâm chăm sóc bọn họ. Không được, tuyệt đối không được, Thanh Mộc Nhi nhịn không được hô tên, nhóc lừa đảo, vậy ngươi đừng vào đó được không? Quá nguy hiểm, Thanh Hạo Nhiên tận lực khuyên, huynh đệ, không phải đại ca không tin ngươi, có thể bình an tự ảo cảnh bước ra, mà là bây giờ ngươi không phải một người, cũng không phải thiên tài tuyệt thế, mà các thế lực đang bồi dưỡng, ngươi là một người lãnh đạo, toàn bộ liên minh tiêu tộc đều trông cậy vào ngươi dẫn dắt bọn hắn quật khởi còn có những huynh đệ tỷ muội này đều trông cậy vào ngươi dẫn dắt bọn hắn sáng tạo huy hoàng tại đấu đế đại lục còn có kỳ nhi thanh lân cần ngươi bảo vệ trách nhiệm trên vai của ngươi cũng không nhẹ chúng ta làm sao dám nhìn ngươi đi mạo hiểm ngươi bình tĩnh suy nghĩ lại tiêu viêm có chút dao động im lặng suy nghĩ thấy vậy thanh hạo nhiên vội bổ sung về phần hỏa mộng thảo chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ cách khác lần này đi tìm cần có thiên tài tuyệt thế đi vào giúp đỡ chân ni có thể làm được nghe vậy chân ni kinh ngạc hỏi ta có thể làm được ma hoàng đang nhắc đến tộc đệ của ta chân kiếm lần này hắn cũng muốn vào đó thanh hạo nhiên gật đầu đúng vậy ta nghe nói hắn muốn đi vào chân ni vui mừng nói cũng đúng hắn là thiên tài tuyệt thế trong gia tộc gia tộc xem hắn là người nối nghiệp để bồi dưỡng có cơ hội lịch luyện tâm tính như vậy gia tộc đương nhiên không bỏ qua hơn nữa có gia tộc là chỗ dựa cho hắn hắn đi vào đúng là không có nguy hiểm lớn gì mời hắn hỗ trợ hái một ít hỏa mộng thảo chắc hẳn không có vấn đề tiêu viêm đột nhiên hỏi đại ca có phải ngươi cảm thấy Chính những thiên tài tuyệt thế kia sẽ đem lại nguy hiểm to lớn cho ta hay không?" Thanh Hạo Nhiên trả lời rất chắc chắn, "Đúng vậy, cũng là bởi những thiên tài tuyệt thế kia, ta mới khuyên ngươi đừng tiến vào, nói đến đây, ông bắt đầu giải thích, trong huyễn cảnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ phải đối mặt với giao tranh vô tận và bóng ma tử vong, rất dễ khiến người ta đánh mất bản tính, trở nên đặc biệt khát máu, hơn nữa, mục đích những thiên tài tuyệt thế kia đi vào, thực sự là lịch luyện, nhưng bởi vì tất cả bọn họ đều cố kỵ thế lực vào bối cảnh của đối phương, nên giữa họ sẽ không hạ sát chiêu, bởi thế muốn tìm một đối thủ cường đại để rèn luyện cũng không phải là chuyện dễ dàng gì hơn nữa nếu ngươi tiến vào với thực lực của ngươi tất nhiên sẽ trở thành đối tượng tốt nhất để những thiên tài tuyệt thế kia lịch luyện bọn họ không cần cố kỵ bất cứ điều gì với ngươi mà ngươi lại không thể không vì sự sinh tồn của tiêu tộc mà không cố kỵ thế lực sau lưng bọn họ không cách nào dốc toàn lực cứ kéo dài tình huống như thế thật sự rất nguy hiểm thế nhưng ai ngờ thanh hạo nhiên không giải thích như vậy còn tốt ông vừa giải thích xong cái bản tính không chịu thua và ý chí chiến đấu bất khuất trong lòng tiêu viêm liền lập tức bị khơi dậy hắn bưng chén trà lên nhấp một ngụ bên trong đôi mắt nổi lên chiến ý hừng hực kiềm nén hỗn loạn trong lòng ánh mắt tiêu viêm nhất thời tỏa sáng hắn mở miệng hỏi đại ca người hết lần này tới lần khác nhắc tới thiên tài tuyệt thế ta muốn hỏi một chút bọn họ thiên tài đến mức độ nào hoặc là nói thiên tài như thế nào mới được gọi là thiên tài tuyệt thế cảm nhận trên người tiêu viêm giờ phút này đang tỏa ra chiến ý thanh hạo nhiên không khỏi có chút hối hận vì những gì bản thân vừa nói thế nhưng rất nhanh sau đó ông liền khôi phục vẻ trầm định không trực tiếp trả lời vấn đề của tiêu viên mà hỏi ngược lại một câu cái động sắc trà huyết này vốn dĩ ba năm mới mở ra một lần bây giờ lại đột nhiên mở ra trước thời hạn người biết nguyên nhân là do đâu không thấy mọi người đều không khỏi hoang mang nhìn mình thanh hạo nhiên lại tiếp tục nói lịch sử của sắc trà huyết động đã không thể nào lật lại nhưng không biết thật giả thế nào kể từ khi được tạo ra cái quy luật cứ ba năm mở ra một lần vẫn luôn kéo dài tới nay có điều trong những năm tháng dài đằng đẳng ấy cũng đã có ngoại lệ theo ta biết ít nhất cũng có mấy lần không đến thời hạn ba năm nhưng nó đã mở ra về chuyện này, có người đã làm một bàn thống kê các tình huống, mà huyễn cảnh mở ra, lại vô tình phát hiện ra một hiện tượng rất thú vị, chính là mỗi một lần huyễn cảnh mở ra trước thời hạn, mỗi lần đó đều có ba thiên tài tuyệt thế vô cùng chói mắt xuất hiện. Chân Ni nghe thế thì kinh ngạc hỏi, sẽ xuất hiện ba thiên tài tuyệt thế, nếu động sát trả huyết mở ra trước thời hạn sao? Chẳng lẽ đấu đế đại lục lớn như vậy, mà không dùng được bốn thiên tài tuyệt thế ư? Thanh Hạo Nhiên cười nói, cho dù là trùng hợp cũng được, hay suy đoán cũng tốt, nhưng sự thực mấy chục vạn năm chứng minh, điều kiện để mở ra trước thời hạn chắc hẳn là dạng này. Bởi vậy, có người nói, Động Sát Trà Huyết thực ra chính là nơi chuẩn bị cho những thiên tài tuyệt thế kia lịch luyện, cũng là chỗ đào thải những kẻ yếu, trên thực tế, mỗi lần Động Sát Trà Huyết mở trước thời hạn, quả thực luôn có thiên tài tuyệt thế chết ở trong đó. Về phần tại sao lại như vậy, ta cũng hỏi một vị cao nhân chuyên phòng đoán thiên đạo của ma tộc, kết quả vị cao nhân kia tính ra chính là, mỗi lần một thiên tài tuyệt thế xuất hiện, sẽ kéo theo cả một chủng tộc thịnh vượng, thậm chí là thay đổi kết cục của đấu đế đại lục, nhưng nếu có quá nhiều thiên tài tuyệt thế trong cùng một thời đại, vậy tuyệt đối không phải là may mắn của đấu đế đại lục, mà ngược lại chính là tai họa, vậy nên thiên đạo đã định sẵn một số thiên tài tuyệt thế sẽ trở thành đá lót đường cho những vị thiên tài tuyệt thế kia sát trà huyết động bởi vậy mới được mở ra trước thời hạn tiêu đệ hiện tại hiểu vì sao ta phải ra sức khuyên can ngươi chưa nói đến đây thanh hạo nhiên có chút buồn bực ta rất áy náy với vị cao nhân này bởi vì sau khi ta thỉnh giáo vấn đề này xong không lâu sau lão liền chết bởi một chuyện ngoài ý muốn không biết phải do lão tiết lộ thiên cơ mà bị vậy không ai biết được tâm tư của bậc đầu tiên cũng không phải là thứ những người bình thường chúng ta có thể thăm dò thanh hạo nhiên nói tới vị cao nhân kia tiêu viêm và tất cả những người khác liền không khỏi thổn thức thế nhưng tiêu viêm lại lập tức có một nghi vấn nếu huyễn cảnh mở ra trước thời hạn chính là để xóa bỏ quá nhiều thiên tài tuyệt thế vậy tại sao các thế lực lớn còn đưa những thiên tài tuyệt thế kiệt lực bồi dưỡng kia đi vào đó thanh hạo nhiên hiển nhiên còn chưa thoát khỏi áy náy đối với vị cao nhân kia ngón tay ông xoa xoa mũi vô cùng đau thương nói chuyện này ngươi hỏi chân ni đi nàng có quyền lên tiếng hơn ta là con gái của minh chủ nhân tộc chân ni hiểu rất rõ tác phong làm việc tiêu chuẩn của các đại gia tộc lớn ngay cả nàng cũng thiếu chút nữa đã trở thành quân bài đánh cược trong tay phụ thân nàng. Lúc này, chân mi liền mở miệng, tiêu thiếu, với các đại gia tộc thế lực lớn, lợi ích của gia tộc cao hơn tất cả, dù bọn họ coi trọng thiên tài tuyệt thế, cũng dốc lực bồi dưỡng, nhưng vì tương lai cường đại của gia tộc, cơ hội lịch luyện tốt lại ở ngay trước mắt, cái các gia tộc hoặc thế lực lớn, cân nhắc không phải là thiên tài tuyệt thế đó có an toàn hay không, mà là hắn có thể chân chính trưởng thành hay không, với thế lực lớn trong đại gia tộc, dùng mấy từ vô tình và thắng làm vua thua làm giặc để hình dung là thích hợp nhất nào như tiêu lão gia tử sót người đâu tiêu viêm nghe xong thì giật mình cũng hiểu rõ thầm nghĩ thiên tài tuyệt thế sinh ra trong những đại thế lực đại gia tộc kia cũng quá cực khổ quả thực chính là công cụ của gia tộc mà thấy thanh hạo nhiên lúc này đã khôi phục hắn liền tiếp tục truy hỏi đại ca ngươi còn chưa nói cho ta biết thiên tài như thế nào mới được gọi là thiên tài tuyệt thế thanh hạo nhiên cười khổ đáp tiểu tử nhà ngươi từ lúc thấy cỗ chiến ý lộ ra trên người ngươi trước đó ta liền biết ngươi đã càng muốn đi vào hơn rồi xem ra muốn khuyên ngươi vẫn thật không dễ dàng như vậy đi, ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là thiên tài tuyệt thế, sau đó giới thiệu hết mấy vị thiên tài tuyệt thế lần này cho ngươi, tự ngươi quyết định đi." Tiêu Viêm thấy ông đồng ý, thì lập tức hăng hái nói, "Được." Thanh Hạo Nhiên hắng giọng một cái, sau đó hớp một ngụm trà, rồi mới chậm rãi ung um dung nói, "Chúng ta đánh giá một vị thiên tài có phải thiên tài tuyệt thế hay không, chủ yếu là nhìn vào thực lực và biểu hiện của hắn khi ở Tứ Tinh Đỉnh Phong, sở dĩ là ở Tứ Tinh Đỉnh Phong bởi vì tứ tinh đến ngũ tinh có một cái rào cản rất lớn một cái rào cản cơ hồ không có cái nào có thể so sánh một cái rào cản lớn nữa là bát tinh đến cửu tinh nói đến đây thanh hạo nhiên chuyển mắt nhìn về phía đám người nhạc thiếu long hỏi mấy người các ngươi đã có thể coi như nhân tài cực kỳ ưu tú ta hỏi các ngươi một chút khi các ngươi ở tứ tinh đỉnh phong nếu đối chiến với một đấu đế ngũ tinh sơ kỳ có nắm chắc phần thắng không đột nhiên nghe thanh hạo nhiên hỏi như thế đám nhiều nhạc thiếu long đưa nhìn nhau cuối cùng đều lần lượt lắc đầu Nhạc Thiếu Long mở miệng nói, mấy người chúng ta từ khi vừa đến đấu đế đại lục, vẫn luôn ở thương minh, quan hệ bình thường cũng không tệ, cũng tương đối hiểu biết lẫn nhau, trừ khiếu chiến có lực phòng ngự rất mạnh, có thể may mắn không chết khi đối chiến với đấu đế ngũ tinh sơ kỳ. Mấy người còn lại chúng ta đây, nếu không chạy thì chỉ còn một con đường chết. Lúc này, Tiêu Giao cũng xem nào, năm đó, Lão Phu ở Đế Châu, cũng coi như một đời thiên tài, nếu không phải bởi vì cấp bậc đấu kỹ quá thấp, để Lão Phu lấy thực lực tứ tinh đỉnh phong, đi đấu với một ngũ tinh sơ kỳ, nếu bình thường chút lão phu có thể có sức đánh một trận nhưng nếu gặp một đối thủ mạnh lão phu cũng chỉ có con đường chết thanh hạo nhiên lại rất hứng thú đối với chân ni liền hỏi nàng chân ni tiểu thư ngươi thì sao đấu kỹ của ngươi có thể nói là đỉnh cấp ngươi thì thế nào khuôn mặt tuyệt đẹp của chân ni khẽ đỏ lên nàng ngượng ngùng nói trên phương diện tu luyện ta vẫn luôn không có thiên phú gì ỷ vào tài nguyên gia tộc mới đột phá được đến ngũ tinh nếu như ta dốc toàn lực ở vào thời kỳ tứ tinh đỉnh phong đối chiến với ngũ tinh sơ kỳ dựa vào ưu thế cực lớn của đấu kỹ có thể khẳng định không thua được nhưng cũng chắc chắn không thắng được thanh hạo nhiên hỏi câu này đám người lại đáp như vậy trong lòng tiêu viêm liền không chỉ đơn giản là thoáng giật mình một cái trong mắt hắn đối phó với một đấu đế ngũ tinh sơ kỳ quả thực chỉ như một bữa sáng không ngờ trong số tất cả những người ở đây lại không có ai khi ở thực lực ở tứ tinh đỉnh phong có thể chiến thắng một ngũ tinh sơ kỳ ngay cả chân ni có đấu kỹ thánh giai cũng không làm được lúc này thanh hạo nhiên lại có chút tự diễu mỉm cười nói vô cùng kinh ngạc đúng không ta cũng không làm được thời điểm thực lực của ta ở mức tứ tinh đỉnh phong liền được tán thưởng là thiên tài đệ nhất huyết ma tộc dù huyết ma tộc ta không còn huy hoàng như năm đó nhưng vẫn có chút nội tình mà cứ như vậy ta cũng không thắng được một ngũ tinh sơ kỳ chỉ có thể không thua nói đến đây nét mặt của thanh hạo nhiên cũng thay đổi trở nên nghiêm nghị tiếp tục, cái gọi là thiên tài, chính là đối chiến với ngũ tinh sơ kỳ không thua, còn có thể đánh bại ngũ tinh sơ kỳ, thì đó chính là thiên tài siêu cấp, mà muốn có tư cách được xưng là thiên tài tuyệt thế, thì còn khó hơn, không chỉ có thể đối kháng với ngũ tinh, trùng kỳ, hơn nữa còn phải có chiến tích đánh giết tối thiểu một ngũ tinh trùng kỳ, tiêu giao cười vui vẻ nói, hóa ra ta thực sự là một thiên tài, thanh mộc như lại vừa làm ra bộ dạng rất bất mãn, trêu gẹo chân ni, chân ni tỉ tỉ. Ngươi khiêm nhường như vậy làm gì, ngươi rõ ràng cũng là thiên tài nha, Đám người cười ha ha, bầu không khí lập tức sinh động hơn một chút, lúc này, ánh mắt Tiêu Dao đột nhiên phát sáng, tựa như đến giờ mới phản ứng hỏi Thanh Hạo Nhiên, "Ma Hoàng nói như vậy, thì Tiêu Viêm của chúng ta, xem như là thiên tài tuyệt thế phải không?" Chân Ni thỏa mãn nhìn Tiêu Viêm một chút, rồi kiêu ngạo nói với Tiêu Dao, "Lão gia tử, nếu Tuyệt Thiếu không phải thiên tài tuyệt thế, vậy cái đấu đế đại lục này, liền không ai có thể là thiên tài tuyệt thế." Nói xong lời này, Chân Ni lại nói với Thanh Hạo Nhiên, "Đây là lần đầu tiên ta biết, thiên tài tuyệt thế hóa ra lại được đánh giá như vậy, thật là mở mang kiến thức." Thanh Hạo Nhiên nghe vậy thì nói, Chân Ni tiểu thư khách khí rồi, chẳng qua là đám nam nhân chúng ta luôn luôn tương đối để ý tới vấn đề thực lực mà thôi. Thanh Hạo Nhiên lại nói với Tiêu Dao, "Lão tộc trưởng, Tiêu Viêm huynh đệ hắn, ta nói như vậy, hắn không phải là thiên tài tuyệt thế." Đám người thấy Thanh Hạo Nhiên nói ra một câu như vậy, liền không hiểu chút nào, chỉ có Chân Ni là lại cười trộm. Thanh Hạo Nhiên đột nhiên cười lớn, nói ra đáp án, "Hắn là thiên tài tuyệt thế trong số những thiên tài tuyệt thế, là thiên tài tuyệt thế biến thái nhất trong tu luyện mà ta từng gặp." Lời này của ông lập tức đạt được sự đồng ý của tất cả mọi người. Khiếu Chiến là người hăng hái nhất nói, Ma Hoàng nói quá đúng, Tiêu Viêm nghe mọi người nói, thì bắt đầu ngại ngùng, lầm bầm một câu, xem các ngươi nói kia, ta có thiên tài đến vậy sao, vậy mà còn nói ta biến thái, nhắc đến sự biến thái của Tiêu Viêm, bầu không khí lập tức hoàn toàn náo nhiệt, Tiêu Viêm lúc này rốt cuộc cũng có chút buông lỏng, vẻ mặt nghiêm túc nói với Thanh Hạo Nhiên, đại ca, thử nói cho ta nghe về những thiên tài tuyệt thế tiến vào ảo cảnh lần này đi ta cũng cần cẩn thận suy nghĩ xem có nên mạo hiểm đi như vậy không yên tâm trên vai có thứ cần gánh vác ta sẽ không bồng bột nghe tiêu viêm nói như vậy trong lòng mọi người đều cảm giác có một khối đá rơi xuống bọn họ tin tưởng tiêu viêm nhất định sẽ tỉnh táo suy nghĩ rồi đưa ra quyết định đồng thời cũng cảm thấy rất hứng thú đối với những thiên tài tuyệt thế xuất hiện trên đấu đế đại lục ngay cả ma hoàng biết rõ thực lực của tiêu viêm cũng còn có chỗ lo lắng vậy thì mấy tuyệt thế thiên tài kia hẳn là có chỗ nào đặc biệt bọn họ rất muốn đặt những thiên tài tuyệt thế đó lên bàn cân với tiêu thiếu của bọn họ, không biết là vô tình hay cố ý. Thanh Hạo Nhiên nói, nhắc tới cũng thật trùng hợp, lần này, dấu hiệu sát trà huyết động mở ra trước thời hạn, lại xuất hiện trong khoảng thời gian ngươi phải đến châu, lần kia chắc hẳn là lần đầu tiên ngươi giết một đấu đến ngũ tinh trung kỳ đi, ý tứ trong lời kia, như nói cái sát trà huyết động này, mở ra trước thời hạn là để dành cho Tiêu Viêm, thấy dáng vẻ mọi người có chút không hiểu, Thanh Hạo Nhiên bắt đầu tiến vào chủ đề chính nói, lần này, đấu đế đại lục xuất hiện lớp lớp tuyệt thế thiên tài, thêm Tiêu Viêm, thì có cả hết thảy sáu người, Tiêu Dao chẹt miệng, lại tặc lưỡi một cái rồi nói, 6 người so với điều kiện sát trà huyết động mở ra trước thời hạn thì nhiều hơn ba người thanh hạo nhiên cười hà hà nói đúng vậy quả thực nhiều hơn một chút nói đến đây sắc mặt của ông nhanh chóng trở nên ngưng trọng tiếp tục nói huynh đệ tiếp theo ta sẽ giới thiệu cho ngươi nghe một chút về năm thiên tài tuyệt thế khác ngươi nghe kỹ một chút chú ý điểm mạnh và điểm yếu của bọn họ tiêu viêm lập tức gật đầu ừ thanh hạo nhiên bắt đầu giới thiệu người đầu tiên nộ long người yêu long tộc yêu long tộc là một chủng tộc thần bí trong yêu tộc ta cũng không biết rõ nội tình của chủng tộc này dứt lời thanh hạo nhiên liền nhìn về phía khiếu chiến về yêu tộc người có quyền lên tiếng nhất chính là khiếu chiến khiếu chiến thấy thanh hạo nhiên nhìn mình thì ngay lập tức nói ta biết yêu long tộc đó là một tuyệt thế gia yêu tộc có lịch sử lâu đời lại cực kỳ đặc biệt nghe nói huyết mạch bắt nguồn từ tộc bạo long thời viễn cổ bạo long đám người nhịn không được mà hít vào một ngụ khí lạnh cho dù là ở vào thời đại viễn cổ bạo long cũng là sinh vật đứng ở đỉnh cao nhất của chuỗi thức ăn có thể tưởng tượng được, huyết mạch lưu lại mạnh mẽ đến nhường nào, thế nhưng, trai với vẻ mặt của tất cả, khiếu chiến lại lộ ra vẻ tiếc nuối nhàn nhạt, bất đắc dĩ nhún vai nói, chỉ là huyết mạch càng cường đại thì lại càng khó sinh sôi, có lẽ, đây chính là sự cân bằng giữa các loài mà trời cao tạo ra, vậy nên, cho dù là vào thời kỳ mạnh mẽ nhất của gia tộc, yêu long tộc cũng chỉ có mấy trăm người, hiện tại lại càng ít hơn, chỉ còn mấy chục người, mà nghe nói, cũng chỉ có mấy người ít ỏi có thể thức tỉnh một chút huyết mạch, vẫn không thể thức tỉnh hoàn toàn, thanh Hạo Nhiên khẽ gật đầu tiếp lời, đấy là cho đến khi nội long xuất hiện, nội long được coi là hy vọng dẫn dắt yêu long tộc một lần nữa lấy lại sự huy hoàng bởi vì huyết mạch của hắn ta đã hoàn toàn thức tỉnh dù thời gian thức tỉnh còn ngắn chưa thể phát huy toàn bộ uy lực của huyết mạch nhưng đã đủ để khiến người ta phải khâm phục yêu long tộc sống ở một vùng đất hoang cằn cỗi thiếu thốn tài nguyên mỗi ngày tất cả các sinh vật ở đó đều phải chiến đấu kịch liệt để sinh tồn cũng vì vậy mà yêu long tộc đúc thành bản chất cuồng dã khát máu khi nội long vừa đột phá tứ tinh hắn ta liền mang theo một thanh cự phủ một mình tiến vào nơi sâu bên trong phiến hoa nguyên kia chỉ một mình thôi sao sắc mặt của mọi người đều có chút tái đi một tứ tinh đỉnh phong liền dám một mình xâm nhập vào chỗ sâu nơi hoang nguyên ma thú cư ngụ. Lúc này, hành hạo nhiên lại tiếp tục, trong giọng mang đầy sự cảm khái. Suốt một năm sau đó, ở chỗ sâu nơi hoang dã kia, tiếng hổ gầm sói chu liền vang lên không ngừng. Lúc nội long trở về, hắn ta đã bị máu của ma thú nhuộm thành một huyết nhân. Tổng cộng nội long đã chém giết 15 con ma thú ngũ tinh, ma thú dưới ngũ tinh thì nhiều vô số. Hơn nữa, còn chém chết một đấu đế ngũ tinh trung kỳ và mấy đấu đế ngũ tinh sơ kỳ muốn cướp ma hạch của hắn ta. Vậy nên, mọi người liền đặt cho nội long một cái biệt danh, gọi là cùng yêu có thể lấy thực lực tứ tinh đỉnh phong một thân một mình lấy được chiến tích này tuyệt đối không thẹn với bốn chữ thiên tài tuyệt thế cho dù có là tiêu viêm cũng chưa chắc chắn làm tốt hơn ánh mắt chân ni khẽ lưu chuyển nàng nhịn không được mà nhắc nhở tiêu viêm tiêu thiếu áp lực của ngươi không nhỏ đâu tiêu viêm cười nhạt đáp không có áp lực thì làm sao có động lực có điều đồng tử trong mắt hắn lúc này cũng đang có rút biểu hiện sự ngưng trọng trong lòng hắn lại trầm ngâm thêm một chút tiêu viêm hỏi ta muốn biết huyết mạch thức tỉnh và không thức tỉnh rốt cuộc có gì khác nhau, Thanh Hạo nhiên ho hai tiếng, vứt vấn đề này cho Khiếu Chiến, cái này phải hỏi Khiếu Chiến, Khiếu Chiến cũng giải thích, đối với yêu tộc chúng ta, huyết mạch thức tỉnh khác với gia tộc ma thú, trình độ thức tỉnh của gia tộc ma thú ảnh hưởng không nhỏ tới lực lượng thân thể, lúc hóa thân thành ma thú, yêu tộc chúng ta thì là kích phát lực lượng yêu thú trong huyết mạch và tự thân dung hợp vào cơ thể, cũng chính là nửa hóa thú mà chúng ta nói tới, nhưng bản thể vẫn là người, thân thể yêu tộc vốn cực kỳ cường hãn, một khi nửa hóa thú lực lượng sẽ tăng lên gấp bội, phòng ngự cũng sẽ được tăng cường đôi chút, vậy nên, chiến đấu với một người yêu tộc chức tỉnh huyết mạch, nếu như lúc chưa hóa thú chiến lực ngang nhau, vậy thì khi hóa thú, liền chuẩn bị chạy đi, Tiêu Viêm nghe xong lại hỏi tiếp, trình độ huyết mạch thức tỉnh kia đại biểu cho cái gì? Khiếu Chiến trả lời, trình độ huyết mạch thức tỉnh càng cao, thì thời gian nửa hóa thú càng lâu, biên độ tăng trưởng của sức mạnh và phòng ngự lại càng lớn, Tiêu Viêm tặc tặc lưỡi nói, yêu tộc có huyết mạch thức tỉnh quả thực là lợi hại, đây chẳng phải là nói, chỉ cần huyết mạch đã thức tỉnh một nửa hóa thú, liền hiển nhiên tăng lên mấy bậc sao? Khiếu Chiến lại nói, mọi thứ đã có lợi thì tất có hại, sau khi nửa hóa thú sẽ có di chứng để lại, cơ thể sẽ hư thoát một trận, nói như thế nào đây, có chút giống với ăn hồn thiên đan, ngón tay mảnh khảnh của tự Ảnh lướt qua cái cằm trắng tuyết, tò mò hỏi, vậy tại sao tới bây giờ, chưa thấy Khiếu Chiến ngươi nửa hóa thú, chẳng lẽ huyết mạch của ngươi còn chưa thức tỉnh? Khiếu Kiến tức giận, chừng tự Ảnh một chút nói, người mới chưa thức tỉnh, nửa hóa thú của ta có chút đặc biệt, không phải thân thể thay đổi, mà là sau lưng sẽ xuất hiện một cái bóng đồ đằng, điều này có liên quan tới huyết mạch mà ta kế thừa, trong yêu tộc cũng cực kỳ hiếm, tự ảnh nghe xong thì bừng tỉnh đại ngộ, cũng hoàn toàn không để ý tới lửa giận mãnh liệt tới trắng mắt của khiếu chiến, mỉm cười nói, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng ngươi ngại nửa hóa thú quá xấu nên mới giấu. Lúc này, nhạc thiếu long trầm giọng quát, được rồi, đừng lộn xộn nữa, việc liên quan đến an nguy của tiêu thiếu, khiếu chiến ngươi phân tích thêm một chút đi, nếu tiêu thiếu đối đầu với nộ lông này, sẽ có mấy phần thắng, khiếu chiến nghe thế thì lập tức quay đầu lại, không ngừng nói, 10 phần. Thanh Hạo Nhiên cảm giác rất kinh ngạc, ồ, có thể nắm chắc như vậy sao? Giải thích lý do của ngươi một chút đi, thấy mọi người đều gật đầu, Khiếu Chiến nói tiếp, tên nộ long kia dám một mình xông vào chỗ sâu của Hoang Nguyên, cho hẳn là đã có được chiến lược của Ngũ Tinh Trung Kỳ đúng không? Ta không biết có phải hắn ta kích giết đấu đế Ngũ Tinh Trung Kỳ và mấy đấu đế Ngũ Tinh Sơ Kỳ sau khi nửa hóa thú không, nhưng cứ coi như huyết mạch của hắn ta đã hoàn toàn thức tỉnh, chiến lược cũng chỉ trên dưới Ngũ Tinh Trung Kỳ, nhiều nhất là đến Ngũ Tinh đỉnh phong, tuyệt đối không có khả năng vượt qua Lục Tinh, Tiêu Thiếu hiện tại chỉ là tứ tinh hậu kỳ, chờ Tiêu Thiếu tới tứ tinh đỉnh phong, không phải cũng đã có chiến lược ngũ tinh đỉnh phong sao? Nói đến đây, khiếu chiến dừng một chút, rất bất đắc dĩ cười cười rồi nói tiếp, yêu tộc có một khuyết điểm rất lớn, chính là sợ đấu kỹ linh hồn, vậy nên, ta cảm thấy nếu đối đấu với nộ long, tiêu thiểu có 10 phần nắm chắc, tiêu viêm nghe rất chăm chú, đến lúc này mới cười hỏi một câu, khiếu chiến, nụ cười kia của ngươi rất khó nhìn, chẳng lẽ ta đã dùng đấu kỹ linh hồn, để đối phó với ngươi lúc chúng ta sau tại sao, sao? khiếu chiến lập tức xấu hổ đến cực điểm tuét miệng nói người biết là được rồi cần gì phải nói trước mặt bọn họ chứ đám người nghe thế thì đều cười lớn thanh hạo nhiên kịp thời nhắc nhở tuy nói nắm chắc được phần nhiều nhưng với bản tích của huyết mạch bạo long một khi đỏ mắt bọn họ rất dễ đánh mất lý trí về điểm này đệ phải chú ý thấy tiêu viêm gật đầu thanh hạo nhiên mới yên tâm lại nói tiếp theo ta liền giới thiệu một chút về tuyệt thế thiên tài thứ hai người này là nhân tộc có lẽ các ngươi đã từng nghe tới chính là tộc đệ của chân ni tiểu thư tên là chân kiếm liên quan tới chân kiếm, chân ni tiểu thư chắc chắn hiểu rõ hơn ta, nói rồi, ông lại ra hiệu cho chân ni nói với mọi người, thấy thế, phong bạo lầm ẩm bên tai nam nhĩ minh một câu, tộc đệ của đại tiểu thư sao, vậy gặp tiêu thiếu của chúng ta, không phải còn phải gọi một tiếng, nói đến đây, dù hắn ta đã hạ giọng đến cực điểm, nhưng vẫn bị những người khác nghe được, bởi thế, hai chữ anh rể còn chưa kịp nói ra, liền phải nuốt vào, dưới cái chừng mắt vô cùng hung hăng của tiêu viêm, gương mặt chân ni như bị phỏng. Ánh mắt đảo qua người tiêu viêm, hai bên má thì lặng yên, hiện ra một vệt đỏ ửng, nàng suy nghĩ một chút rồi mới nói, để ta nói một chút về tộc đệ này của ta cho mọi người đi, nói thế nào đây, theo tiêu chuẩn mà ma hoàng nhắc tới, hắn xác thực được xưng tụng là thiên tài tuyệt thế, ở chan gia chúng ta, có một bộ kiếm pháp bí truyền của gia tộc, gọi là hoàng cực cửu kiếm, chính là kiếm pháp thánh giai, mỗi một kiếm, liền ứng với một cảnh giới của kiếm thuật, kiếm thứ nhất chỉ có một chiều, kiếm thứ hai có bốn chiêu, kiếm thứ ba chín chiêu, cứ thế mà suy ra đến kiếm thứ chín, liền có mươi một chiêu bởi vì kiếm pháp này chuyển nam không chuyển nữ ta chỉ biết từng chiêu của kiếm pháp này đều ẩn dấu hộ thủ khí thế mạnh mẽ cung thủ hợp nhất hảo đáng vô cực uy thế kinh người kiếm pháp này rất khó lĩnh ngộ nên dù bất kỳ nam tử nào của chân gia cũng được biết nhưng tuyệt đại đa số đều chỉ luyện thành kiếm thứ hai liền khó mà tiến thêm nữa không thể không đổi sang luyện đấu kỹ khác thế nhưng từ nhỏ chân kiếm đã rất có thiên phú kiếm thuật cũng luyện thành kiếm thứ năm rồi được xưng tụng là thiên tài vạn năm khó gặp của chân gia nghe nói lúc thực lực ở tứ tinh đỉnh phong vị tổ tiên có thiên phú nhất của chân gia cũng chỉ luyện thành kiếm thứ năm về chiến lược của hắn trong một lần thanh tẩy một gia tộc phụ thuộc chân kiếm từng đánh chết một vị đấu đến ngũ tinh trùng kỳ có điều đây không phải trọng điểm ta muốn nói bởi vì dựa vào thức pháp thánh giai của tiêu thiếu về mặt chiến lược cũng tuyệt đối không bại dưới tay chân kiếm chỗ đáng sợ nhất của chân kiếm chính là sự mưu mô của hắn chiến thuật của chân kiếm thậm chí không thua kém gì phụ thân ta kỳ thực bên trong hắn rất kiêu ngạo xem thường tất cả nhưng lại có thể ở chung rất tốt với bất kỳ một kẻ nào không ai biết tâm tư thực sự của hắn cũng không ai có thể biết hắn đối với mình là tốt thật hay, chỉ giả vờ tốt, nghe chân Ni nói xong, tiêu viêm liền hỏi, hoàng cực cửu kiếm rốt cuộc lợi hại đến mức nào, chân Ni suy nghĩ một chút, rồi trả lời cụ thể, lợi hại tới mức nào, ta cũng không nói rõ được, ta chỉ nhớ, thúc phụ từng nói, luyện thành bao nhiêu kiếm, chiến lược liền đạt đến bấy nhiêu tinh, tất cả đều rất hiểu sự do dự của nàng, dù sao thì, đây cũng là bí mật của chân gia, có thể nói đến mức này đã tương đối không dễ, thanh hạo nhiên lại cười hỏi, thế nào tiêu viêm đối đầu với chân kiếm này có lòng tin không tiêu viêm thành thật trả lời ừ nếu chỉ là kiếm pháp cao siêu thì không có vấn đề gì nói đến đây hắn lại phát hiện thanh hạo nhiên đang lặng lẽ nháy mắt với mình liền thuận theo ánh mắt ông nhìn qua thấy thần sắc chân ni có chút không đúng thì trong lòng cũng lập tức sáng tỏ vội vàng nói yên tâm đi nếu ta đi vào chỉ cần hắn không chọc đến ta ta sẽ không tìm hắn gây sự nghe tiêu viêm nói ra lời này sắc mặt chân ni mới từ từ giãn ra lại mỉm cười xin lỗi hắn thực xin lỗi ngươi ở chỗ nguy hiểm như vậy còn khiến tay chân ngươi bị gò bó có điều dù sao thì hắn cũng là tộc đệ của ta nếu hắn chết trong tay ngươi sau này chúng ta phải đối mặt với gia tộc như thế nào đây hơn nữa nếu hắn gặp nguy hiểm ngươi có thể giúp thì hy vọng ngươi có thể tận lực giúp hắn một chút được không tiêu viêm gật đầu đáp được ta nhớ rồi thanh hạo nhiên vội vàng mở miệng hai vị thiên tài tuyệt thế vừa rồi vẫn còn tốt ít nhất chúng ta còn hiểu khá rõ về bọn họ nghe thanh hạo nhiên nói vậy tiêu viêm lập tức hỏi lại lời này của đại ca là có ý gì thanh hạo nhiên nâng chén trà lên nhàn nhạt nhấc một ngụm rồi nói tiếp chớ khẩn trương cũng không phải bảo ba vị thiên tài tuyệt thế còn lại mạnh hơn hai người kia mà là những gì chúng ta biết về bọn họ không nhiều cũng có thể nói là bọn họ rất thần bí ngươi hẳn đã nghe nói về gia tộc ma thú rồi chứ trong những thiên tài tuyệt thế lần này chẳng lẽ có người của gia tộc ma thú sao lông mày của đám người đã nhíu vào thật sâu sự tồn tại cường đại và thần bí của gia tộc ma thú chính là thứ mà bất kỳ một thế lực siêu cấp nào ở đấu đế đại lục đều nghe nói đến bây giờ vậy mà lại có cả thiên tài tuyệt thế chẳng lẽ gia tộc ma thú xuất thế sao trong đám người chỉ có một người không nhíu mày nhưng thân thể hắn ta lại đang run rẩy một thân ảnh màu đỏ xinh đẹp nhịn không được mà bay lên trong đầu hắn người kia cũng chính là nam nhĩ minh vừa nghe bốn chữ gia tộc ma thú hắn ta liền nhịn không được mà nhớ tới đoạn duyên phận không thể nói rõ cũng không thể miêu tả kia thanh hạo nhiên lúc này mở miệng khẳng định suy nghĩ trong đầu mọi người đúng vậy lần này cũng có một vị thiên tài tuyệt thế của gia tộc ma thú nói xong ông lại cười khổ rồi tiếp tục gia tộc ma thú có một loại huyết mạch vương giả của ma thú viễn cổ gọi là hỗn độn nghe nói là vì được sinh ra vào lúc hỗn độn sơ khai nên có tên như vậy sở hữu lực lượng hủy diệt thiên địa từng là một trong những bá chủ của đấu đế đại lục ở thời kỳ trước hạo kiếp viễn cổ về sau lại gần như bị diệt tuyệt chỉ còn lại một chút huyết mạch nhàn nhạt thế nhưng cho dù chỉ còn một tia huyết mạch nhỏ bé như thế cũng không có thế lực nào ở đấu đế đại lục dám khinh thường bọn họ bởi vì trong lịch sử phàm là thế lực khinh thường bọn họ đều bị diệt tộc dưới gió của hàn vạn muôn thú tiêu viêm khẽ ử một tiếng trong mắt ẩn hiện một vệt ngưng trọng rồi hỏi liên quan tới thiên tài này có chút thông tin rõ ràng nào không thanh hạo nhiên lắc đầu trả lời sự liệu thấp của gia tộc ma thú cũng có thể hiểu là bọn họ khinh thường các chủng tộc khác đã không đi lại trên đầu đế đại lục rất nhiều năm nay rồi không ai biết bọn họ ở nơi nào cũng không biết tình huống cụ thể của bọn họ còn về vị thiên tài tuyệt thế kia ta cũng chỉ biết hắn được gọi là hỗn độn bất diệt bởi vì hắn từng xuất hiện ở một thành trấn chỉ xuất hiện một lần cũng chỉ xuất thủ một lần dù có chút tiếc nuối, nhưng nghe vị thiên tài tuyệt thế của gia tộc ma thú từng xuất thủ một lần, Tiêu Viêm liền vô cùng mong đợi, hy vọng có thể từ đó mà phân tích ra chút tin tức. Thanh Hạo Nhân đáp, nghe nói là vì mua một thứ gì đó mà phát sinh tranh chấp với một đấu đế ma tộc ngũ tinh trung kỳ, sau đó thì giao chiến, hỗn độn bất diệt không tránh không né, lấy cứ trọi cứng với đao quang của đối thủ, trực tiếp xông tới không ngừng đánh đập đối thủ, lực lượng của hắn xuyên qua thân thể, đánh nát tất cả nội tạng của đối thủ. Nói đến đây, Thanh Hạo Nhiên không khỏi nhíu mày thật sâu, tựa hồ tại vì lực phòng sự của ma tộc thấp mà hao tâm khổ tứng tiêu viêm gấp gáp hỏi vậy cuối cùng ra sao gã thế nào thanh hạo nhiên cười khổ một hồi rồi mới nói quần áo của hỗn độn bất diệt vỡ vụn mà cũng chỉ có quần áo của gã vỡ vụn thôi trên người đừng nói là vết thương ngay cả đao ấn cũng không có chút dấu vết nào phòng ngực tốt như vậy sao tiêu viêm có chút trợn mắt há mồm khiếu chiến lại không hề cảm thấy có gì là bất ngờ tiếp lời thanh hạo nhiên bình thường thôi hóa thành bản thể lực phòng ngự của gia tộc ma thu vốn rất bá đạo nếu đấu kỹ của vị đấu đến ngũ tinh trung kỳ kia quá thấp liền không thể thương tổn đến thân thể bọn họ được thế nhưng thanh hạo nhiên lại nói gã không có hóa thành bản thể đấu kỹ của vị đấu đến ngũ tinh trung kỳ kia cũng là ý giai cao cấp khiếu chiến nghe thế lập tức không ngừng cảm thán trời ạ à, trên thế giới này sao lại có thân thể phòng ngự mạnh như vậy được hắn ta vốn luôn cực kỳ tự hào về lực phòng ngự của mình lúc này lại tựa vào vai nam nhĩ minh bị đả kích vô cùng mạnh nam nhĩ minh liền vỗ vỗ lên đầu khiếu chiến như thể đang an ủi một đứa trẻ nói ngươi hẳn là rất tự ti bị nam nhĩ minh trêu chọc một câu như vậy khiếu chiến lại càng cảm thấy mất mặt lập tức ngẩng đầu la lối muốn xông lên quyết đấu với nam nhĩ minh đám người cười to nhưng trong lòng lại là chịu nặng chân ni hiểu rất rõ hỗn độn bất diệt này tạo thành uy hiếp rất lớn với tiêu viêm liền vô cùng nghiêm túc hỏi khiếu chiến trong chúng ta, lực phòng ngực của ngươi là tốt nhất, ngươi thử nói ra suy nghĩ của ngươi xem, nếu đối đầu với Hỗn Độn bất diệt này, Tiêu thiếu có mấy phần nắm chắc?" Nghe Chân Ni hỏi, Khiếu Chiến liền nghiêm túc lại, sau khi thận trọng suy nghĩ trong chốc lát, mới trả lời, "Bẩm đại tiểu thư, nếu như đối đầu với Hỗn Độn bất diệt này, Tiêu thiếu không có phần thắng." Nghe mấy chữ không có phần thắng, trong lòng Chân Ni và những người khác chợt lạnh đi, thế nhưng, Khiếu Chiến lại lập tức nói thêm một tiếng, "Đại tiểu thư, ngươi đừng lo lắng." cho dù Tiêu thiếu không có phần thắng nào, nhưng cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn, nghe Khiếu Chiến nói lời này, trong lòng Chân Ni liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, Thanh Mộc Nhi lại như có chút nhịn không được nữa, liền ồn ào mở miệng, mau nói lý do đi, mau nói, được rồi, ta liền phân tích, phân tích đây, nói trước nha, miệng ta đần, nói chậm cũng đừng dục ta, Nhạc Thiếu Long dở khóc dở cười, lại dục thêm một câu, được rồi, được rồi, mau nói đi, còn ở đó mà tủi thân cái gì, Khiếu Chiến hơi ngượng ngùng cười cười, sau đó mới nói, ta nói Tiêu thiếu không có phần thắng, là vì lực phòng ngự của Hỗn Độn bất diệt quả thực quá trâu bò ta cảm giác cho dù gã không biến lại bản thể lực phòng ngự cũng không thua kém gì ta nếu như hóa trở về bản thể lực phòng ngự ít nhất cũng bằng yêu tộc lục tinh hậu kỳ dù đấu kỹ của tiêu thiếu lợi hại nhưng muốn phá sức phòng ngự châu như thế cũng khó coi như phá được thì đấu khí cũng không đủ tư ảnh xen vào một câu đấu khí không thành vấn đề ba văn thanh linh dịch có thể lập tức khôi phục đầy tư ảnh muội muội khắp đại lục này đều đang bán thanh linh dịch ngươi có người khác không có sao hơn nữa thanh linh dịch lại không phải không có thời gian hạn chế nhiều ít vẫn có một khoảng thời gian chờ chân ni lại hỏi vậy nên ngươi cho rằng tiêu thiếu không có phần thắng khiếu chiến trị trọng gật đầu lực phòng ngự biến thái như thế theo ta thấy thì gã chính là người an toàn nhất khi tiến vào huyễn cảnh không ai có thể khiến gã rơi vào tình cảnh nguy hiểm tiêu viêm có chút không phục hỏi nếu ta dùng đấu kỹ linh hồn thì sao vẻ ngưng trọng trên mặt hắn lập tức trở nên rất buồn khổ nghiêng đầu nhìn về phía chân ni chân ni cười khổ lắc đầu nhỏ giọng nói với tiêu viêm tiêu thiếu chỉ cần người của gia tộc ma thú hóa thành bản thể công kích linh hồn liền không có tác dụng đối với bọn họ tiêu viêm giật mình đến mức khẽ há miệng sau khi hóa thành bản thể thì công kích linh hồn vô hiệu sao khó trách gia tộc ma thú lại lợi hại như vậy để tiêu viêm không phải xấu hổ vì sự thiếu hiểu biết của mình chân ni lập tức truy hỏi khiếu chiến vậy tại sao ngươi lại nói tiêu thiếu không có gì nguy hiểm khiếu chiến trả lời là như thế này trong chúng ta vừa phân tích tình huống đối chiến của hỗn độn bất diệt và vị đấu đế ma tộc ngũ tinh trung kỳ kia phát hiện lực lượng của gã rõ ràng không trâu bò như lực phòng ngực mặc dù cũng rất mạnh nhưng chưa mạnh đến mức như lực phòng ngực phong bạo lập tức chất vấn khiếu chiến còn không mạnh dùng nắm đấm đánh chết một ngũ tinh trung kỳ còn sống nhăn răng mà còn không mạnh lúc này thanh hạo nhiên liền mở miệng khiếu chiến nói không sai lực lượng của hỗn độn bất diệt rõ ràng không bằng lực phòng ngự của gã hỗn độn bất diệt có thể dùng quyền đánh chết vị đấu đến ngũ tinh trùng kỳ của ma tộc kia là khả năng phòng ngự của ma tộc rất kém có thể nói là kém nhất trong ba đại chủng tộc thế nhưng tiêu viêm có huyết mạch yêu tộc lại hấp thu một cái linh ấn cao cấp ta nghĩ cường độ thân thể cùng phòng ngự của tiêu viêm hiện tại chỉ sợ cũng không kém ta bao nhiêu đi lời này của thanh hạo nhiên lập tức dọa những người khác khiếp sợ tất cả mọi người cùng nhau đưa mắt nhìn về phía tiêu viêm dù thanh hạo nhiên là ma tộc nhưng nói thế nào thì cũng là thực lực lục tinh đỉnh phong, cường độ thân thể và lực phòng ngự của Tiêu Viêm, vậy mà lại không kém là bao so với Thanh Hạo Nhiên sao? Bị mọi người nhìn chằm chằm, Tiêu Viêm lập tức cảm thấy không được tự nhiên, theo thói quen sờ lên mũi, rồi mới gật đầu nói, "Chưa thử đối chiếu cụ thể qua, nhưng ta nghĩ có khả năng, cường độ thân thể và lực phòng ngự của ta tương đương với một yêu tộc ngũ tinh hậu kỳ đi." Cường độ thân thể cùng lực phòng ngự của yêu tộc ngũ tinh hậu kỳ, âm thanh hít khí lạnh nhất thời vang khắp căn phòng, đôi mắt khiếu chiến mở đến hết cỡ, kinh ngạc hỏi, "Tiêu thiếu, không có khả năng!" nói thế nào thì ngươi cũng chỉ là đấu đế tứ tinh hậu kỳ cứ coi như ngươi hấp thu một cái linh ấn cao cấp có cường độ thân thể cùng lực phòng ngự của yêu tộc ngũ tinh trung kỳ thì cũng quá nghịch thiên rồi làm sao có thể tương đương với ngũ tinh hậu kỳ bị khiếu chiến hỏi như vậy tiêu viêm mới nhớ tới lúc trước luyện ra từ tâm đan và tu tủy đan cũng chỉ nói từ tâm đan mà không đem tu tủy đan nói cho mọi người liền áy náy cười cười sau đó mở miệng hỏi mọi người còn nhớ những linh ấn tài chúng ta liều chết thu thập kia chứ thấy mọi người không lên tiếng đều đang im lặng chờ câu nói tiếp theo của hắn tiêu viêm liền cảm thấy không thú vị chỉ có thể tự mình ung dung nói tiếp linh ấn đài là tài liệu quan trọng nhất dùng khi luyện chế tu tủy đan thấy mọi người vẫn chỉ nhìn mình chăm chăm không ai lên tiếng tiêu viêm khẽ lách liếc còn mắt hậm hực nói tu tủy đan dùng để ngâm thân thể có công hiệu tẩy gân phản cốt sửa chữa tinh túy cường tráng thể phách nói đến đây thấy mọi người chỉ là động dung vẫn không có ai lên tiếng trên trán tiêu viêm đã toát đầy mồ hôi vội vàng nói, tu tủy đan là đan dược ngũ phẩm đỉnh cấp, ta chỉ luyện ra hai viên, đều bị ta dùng hết để thử nghiệm công hiệu, gần đây không phải vẫn luôn bận bịu sao, còn chưa kịp nói cho mọi người, sau này ta liền luyện chế thêm một nhóm nữa, không phải là được rồi sao? Thanh Hạo Nhiên là người đầu tiên lên tiếng, thế này còn tạm được, rõ ràng nghe đến công hiệu của tu tủy đan, ngay cả ông cũng không bình tĩnh được, khiếu chiến lại càng là người mất bình tĩnh, hai mắt hắn ta đã bốc lên ánh sáng, tiêu thiếu, dược hiệu của tủy đan lợi hại như vậy sao, có thể khiến cường độ thân thể, cùng lực phòng ngự tăng lên một cấp sao, tiêu viêm gật đầu đáp, nếu thường xuyên ngâm mình, hẳn là có thể, ta chỉ ngâm có hai viên, thanh hạo nhiên lớn tiếng kêu la. Tiểu phiến tử, ngươi phải cho ta người viên nghe không? Tiêu viêm cười đáp, nghe rồi, ngươi à, mỗi ngày ngâm mình trong tu tủy dịch là được rồi. Nói rồi, hắn liền quay sang thanh hạo nhiên, Tiếp tục, đại ca, tu tủy đan này có trợ giúp rất lớn đối với ma tộc, nhưng ta chỉ sợ không có nhiều thời gian luyện chế như vậy, thế này đi, chờ khi Lãng Thiên đạt tới lục phẩm, ta liền để hắn luyện chế riêng cho ma tộc một phần. Yên tâm, dược liệu đều có đủ. Thanh Hạo Nhiên vui vẻ tiếp nhận, tâm tình rất vui vẻ nói: "Được rồi, vậy ta liền không từ chối." Nói rồi, ông liền trở về chủ đề chính, vậy ta liền tiếp tục nói về hai thiên tài tuyệt thế khác người ta nhắc đến tiếp theo tin chắc rằng mọi người nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú bởi vì nàng đến từ đan điện chân ni kinh ngạc hỏi đan điện đan điện lại có thêm thiên tài tuyệt thế tiêu viêm không hiểu lắm mà hỏi lại có thêm một người có ý tứ gì chẳng lẽ đan điện có hai thiên tài tuyệt thế sao thanh hạo nhiên cảm thấy rất hổ thẹn nhịn không được mà cảm thán để hiểu nhầm rồi ý chân ni tiểu thư chỉ là trưởng tử của điện chủ đan điền là người cùng thời đại với ta hắn cũng là một thiên tài tuyệt thế ta hấp thu ma hạch mới đạt đến lục tinh đỉnh phong hắn hiện tại đã đột phá thất tinh trung kỳ đúng là không có cách nào so mà có điều trời cao có phải quá chiếu cố điện chủ đan điện rồi không thiên tài tuyệt thế của đan điện lần này cũng là con của lão tiêu viêm ngạc nhiên nói lại là con của lão sao chẳng lẽ lão ta luyện ra được một loại đan dược chuyên môn sinh ra thiên tài tuyệt thế sao khiếu chiến đưa tay làm ra một động tác cắt cổ nói mặc kệ lão ta có thể sinh mấy thiên tài tuyệt thế cứ diệt cái người trong sát trả huyết động này trước rồi nói tiếp nhạc thiếu long hơi trầm ngâm khẽ nhăn mày lại nói việc này cần cẩn thận không thể quá lỗ mãng Khiếu Chiến sụ mặt xuống, hỏa khí lúc đầu bị ép xuống kia lại bốc lên, hiển nhiên cảm thấy lời này của Nhạc Thiếu Long có chút nhu nhược nói, ngươi có ý gì? Nhạc Thiếu Long nói, ý của ta là, giết được thiên tài tuyệt thế của Đan Điện, có lợi rất lớn đối với chuyện chúng ta tìm Đan Điện báo thù trong tương lai, nhưng nhất định phải giết cho gọn gàng, không thể lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Hắn ta vừa nói ra lời này, sắc mặt Khiếu Chiến lập tức như trời quang mây tạnh, cái miệng ngoác ra một nụ cười rộng, đám người cũng âm thầm giơ ngón tay cái lên, vô cùng bội phục tâm tư kín đáo của Nhạc Thiếu Long, Thanh Hạo Nhiên cũng tán thưởng, không sai, Thiếu Long nghĩ rất chu đáo nếu có cơ hội để đừng nhẹ lòng tiêu viêm ai oán nói đại ca người thấy lão đệ này giống hạng người sẽ nhân từ lương tay sao thanh hạo nhiên cười nói đối với nam nhân thì có lẽ đi nhưng đối đầu với nữ nhân người chưa chắc đã làm được tiêu viêm lại nói lời này của đại ca có ý gì thanh hạo nhiên thản nhiên đáp thiên tài tuyệt thế của đan điện lần này là một nữ tử mỹ lệ tuyệt trần sắc mặt xanh xám của tiêu viêm đột nhiên bị vẻ kinh ngạc thay thế miệng há hốc liếm liếm môi đến nỗi gần nhỏ dãi không phải chứ không phải ngươi nói là nhi tử của điện chủ đan điện sao đầu óc những người khác cũng có chút ngưng trệ thanh hạo nhiên cười ha hả trả lời ta chỉ nói là con của điện chủ đan điện nhưng không nói là con trai nha bình thường người ta chỉ biết là điện chủ đan điện còn có một đứa con trai nhỏ nhưng lại không biết lão còn có một đứa con gái bảo bối chân ni giật mình tiếp lời ta đã nói rồi mà ta cùng thiếu long để biết tiểu nhi tử kia của điện chủ đan điện mặc dù cũng rất ưu tú nhưng còn sao mới có thể được xưng là thiên tài tuyệt thế so với ca ca hắn còn kém xa thanh hạo nhiên bắt đầu giải thích kỹ càng cho mọi người đứa con trai lớn của điện chủ đan điện là do đệ nhất phu nhân của lão sinh mà tiểu nhi tử và nữ nhi của lão thì do đệ nhị phu nhân sinh hơn nữa còn là tỷ lệ sinh đôi phu nhân đệ nhị của lão là người mỹ ma tộc kỳ dị chính là tiểu nhi tử của lão kế thừa huyết mạch nhân tộc của lão nhưng nữ nhi của lão lại kế thừa huyết mạch của mỹ ma tộc từ mẫu thân nữ nhi của lão từ nhỏ đã cao ngạo chỉ một lòng tu luyện mơ hồ chưa từng xuất đầu lộ diện bởi vậy nên có rất ít người biết tới nàng tên của nàng là đan băng diễm người cũng như tên xinh đẹp đến không gì sánh được theo ta phỏng đoán lần này nếu không phải vì đệ đệ của nàng nàng cũng sẽ không đi sát trà huyết động đám người không khỏi hoài nghi tiêu viêm có thể giết nàng hay không liền hỏi nói vậy thì nàng đi làm bảo vệ cho đệ đệ của mình sao mạnh đến vậy thanh hạo nhiên khẽ gật đầu nói đích xác vô cùng mạnh nghe nói mấy vị thiên tài tuyệt thế muốn vào sát trà huyết quật đều rất sợ nàng nói nàng có thể là kẻ thị sát nhất trong lần tiến vào này tiêu viêm gấp gáp hỏi đại ca may nói kỹ một chút làm sao nàng ta lại mạnh như vậy khóe miệng thanh hạo nhân giật giật một cái cười nói, với người khác, có lẽ nàng là sát tinh mạnh nhất, nhưng với ngươi thì lại chỉ là đơn giản như một bữa sáng mà thôi. Tiêu Viêm vô cùng kinh ngạc hỏi, "Ồ, vì sao lại như vậy?" Thanh Mộc Nhi thấp giọng lẩm bẩm, "Chắc chắn là ngươi có mị hoặc rất lớn với mỹ nữ chứ sao?" Cơn ghen của nàng không hiểu vì sao đại phát, trên cần cổ trắng nõn đã nổi lên một mảnh đỏ ửng. Thanh Hạo Nhiên nghe thấy liền quát Thanh Mộc Nhi dừng lại, "Mộc Nhi, đừng đoán lung tung, đang nói chính sự." Nói xong lời này, Thanh Hạo Nhiên lại giải thích tiếp cho Tiêu Viêm, điểm lợi hại của nàng chính là ở linh hồn lực, linh hồn lực của nàng đã đạt tới đế cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn là linh hồn biến dị vạn người khó gặp lần đầu tiên nghe nói linh hồn lực còn có thể biến dị tiêu viêm liền cảm thấy kinh ngạc hỏi linh hồn lực biến dị sao thanh hạo nhiên tiếp tục đúng linh hồn lực biến dị là do trên phương diện linh hồn xảy ra một số biến hóa huyền diệu sẽ khiến người sở hữu có một số năng lực cực kỳ khủng bố ở đấu đế đại lục đã rất nhiều năm không xuất hiện người có linh hồn lực biến dị tình huống cụ thể ta cũng không biết quá rõ ta chỉ biết là công kích linh hồn của nàng trời sinh liền có hiệu quả có thể mê hoặc lòng người lại thêm đấu kỹ linh hồn cao cấp phụ trợ, uy lực liền không tầm thường, nếu đối thủ của nàng có linh hồn lực thấp, vậy thì tuyệt đối không có cơ hội thắng dưới tay nàng. Nghe nói, có lần nàng ta một mình đi lịch luyện, gặp được mấy đấu đế ngũ tinh trung hậu kỳ, bọn chúng thấy nàng xinh đẹp, thực lực cũng chỉ hơn tứ tinh, liền chẳng biết lợi hại, tiến lên bắt chuyện đùa giỡn, bị một chiêu đấu kỹ linh hồn giết sạch, rất lợi hại, thế nhưng, linh hồn lực của ngươi lại cao hơn nàng, đấu kỹ linh hồn cũng cường đại đến nỗi, ngay cả cao nhân tiền bối cũng không dám nói phẩm giai, ngươi nói thử xem, với ngươi đối phó với nàng có phải chỉ là một bữa sáng không thanh hạo nhiên nói xong tình huống của đan băng diễm thì không chịu được mà cũng cười lên ha ha, tựa hồ như đã thấy tình cảnh hai đứa con của điện chủ đan điện bị tiêu viêm đánh giết để báo thù thanh mộc nhi hưng phấn đến không kìm nén được vừa nắm tay nhỏ về phía tiêu viêm vừa nói tiểu phiến tử giết nàng giết luôn cả đệ đệ của nàng ta nữa những người còn lại cũng có chút sôi sục nói đúng nhất định phải giết hai tỷ đệ bọn họ trên mặt chân ni chàng ra vẻ tươi cười khẽ mở miệng nói tiêu thiếu hành sự tùy theo hoàn cảnh cố gắng hết sức giết hai tỷ đệ họ, cho đan điện một đòn đả kích mạnh mẽ. Trên mặt tiêu viêm bỗng nổi lên sát ý nói, ừ yên tâm đi, ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nhìn thấy một màn này, thanh hạo nhiên liền khẽ thở dài. Xem ra, người đã hạ quyết tâm đi sát trả huyết động rồi, sau đó, thanh hạo nhiên liền khẽ nhún vai, vẻ lo lắng trong ánh mắt dần dần đậm hơn, chờ tao nói xong vị thiên tài tuyệt thế cuối cùng, ta đoán người thật hận, không thể lập tức khiến huyễn cảnh mở ra tiêu viêm kinh ngạc ồ lên một tiếng thanh hạo nhiên lại cố ý nhấn mạnh thiên tài tuyệt thế cuối cùng này là đối thủ một mắt một còn của ngươi tiêu viêm kinh ngạc hỏi là hồn ma tộc chân ni thì thất kinh là hồn ảnh tuyệt của hồn ma tộc sao thanh hạo nhiên kẽ gật đầu cười khổ nói trong ma tộc xuất hiện một thiên tài tuyệt thế kẻ làm ma hoàng ta đây vốn nên phải vô cùng vui mừng mới đúng nhưng lại là từ hồn ma tộc đi ra ta thật không biết nên có tâm tình như thế nào tiêu viêm thấy thanh hạo nhiên tự hồ rất lo lắng về hồn ảnh tuyệt hiểu tâm tư của ông hắn nói đại ca xin đại ca yên tâm ở bên trong, ta nhất định sẽ khiến hắn phải ở lại trong đó, chỉ là không biết sao hồn ảnh tuyệt này thiên tài thế nào, Thanh Hạo Nhiên nắm chặt đại quyền, không khí hư vô giữa lòng bàn tay phát ra một âm thanh vang giòn, ông nói, "Ừ, không thể để cho thiên tài này của hồn ma tộc có thể phát triển được, nhưng ngươi phải đặc biệt cảnh giác, mức độ thần bí của hồn ảnh tuyệt, tuyệt không thua gì hỗn độn bất diệt kia của gia tộc ma thú, hắn thích một thân một mình ẩn hiện, vậy nên cũng chưa ai thấy hắn xuất thủ, người từng thấy hắn xuất thủ thì đều đã chết hết, có điều, một mình ngươi tiến vào trong đó, nhất định càng phải cẩn thận hơn, lúc này" long ý vẫn luôn cuộn trên ghế nhàm chán đồ nghịch ngón tay lại thất thanh giống lên ai nói ba ba một mình đi vào ba ba lần này ta cũng muốn đi hai mắt thanh hạo nhiên tỏa sáng vui vẻ nói ta thấy được đó nếu như là hai người ngươi và long ý với thực lực của các ngươi hắn muốn đánh lén ngươi thì cũng hiếm có cơ hội ra tay nhưng nếu muốn giết hắn thì cũng rất khó trần ni cũng nói ra những chuyện liên quan đến hồn ảnh tuyệt mà nàng nghe được ma hoàng nói không sai ta cũng từng nghe nói về hồn ảnh tuyệt này dường như hắn rất thiện ám sát thực lực còn rất mạnh đã có mấy đấu đế trung kỳ chết dưới thủ đoạn ám sát của hắn hơn nữa còn có một người là ngũ tinh hậu kỳ hắn là một cái người đã rất tự ngạo cũng lại rất có kiên nhẫn không hoàn toàn nắm chắc hắn tuyệt đối sẽ không xuất thủ từ một nơi bí mật gần đó yên lặng theo dõi mục tiêu chờ đợi có hội một cách tất sát nói xong chân ni liền dặn dò tiêu viêm mình thường dễ tránh ám tiễn khó phòng tiêu thiếu ta cảm thấy hồn ảnh tuyệt này có khả năng là uy hiếp lớn nhất với ngươi mặc dù ngươi và lòng ý có hai người nhưng vẫn cực kỳ cực kỳ cẩn thận tuyệt đối không được buông lỏng tiêu viêm đáp yên tâm đi ta sẽ không cho hắn cơ hội hồn ảnh tuyệt ngươi chết chắc rồi thiên tài tuyệt thế hồn ma tộc cũng không phải không thể giết ngọn lửa hận thù đã thiêu đốt trong mắt tiêu viêm tiêu dao cũng kịp phản ứng dặn dò tiêu viêm nếu không nắm chắc thì tuyệt đối đừng mạo hiểm thanh hạo nhiên cười khẽ được rồi năm vị thiên tài tuyệt thế đều nói cho mọi người biết hết rồi ta thấy cũng không cần hỏi lại quyết định của ngươi ta cực kỳ tin tưởng mặc cho mỗi một người trong những thiên tài tuyệt thế kia đều rất biến thái nhưng không có một ai có thể so với tiêu viêm huynh đệ nói xong lời cuối cùng thanh hạo nhiên liền bắt đầu trêu ghẹo tiêu viêm Chân Ni tự hồ nhớ ra chuyện gì đó, liền hỏi Thanh Hạo Nhiên, còn bao lâu nữa thì đến lúc sát trà huyết động mở ra? Thanh Hạo Nhiên nói, vẫn còn 50 năm nữa, không dài không ngắn, đối với Tiêu Viêm mà nói, thì đủ thời gian để chuẩn bị. Tiêu Viêm hít vào một hơi thật sâu, tạm thời đè xuống toàn bộ sát ý và chiến ý của mình xuống, suy nghĩ một chút, rồi an ủi mọi người, "Tất cả mọi người yên tâm đi, tuy nói bên trong cực kỳ nguy hiểm, áp lực khẳng định sẽ có, nhưng tất cả mọi người đều là tứ tinh đỉnh phong." ta cùng long ý tuyệt đối có sức tự vệ hơn nữa ai có thể giết ta đều nắm chắc bất kỳ người nào đáng giết đều sẽ không buông tha không thể giết ta sẽ cố gắng khống chế cảm xúc cho tốt kế tiếp ta muốn đột phá đến tứ tinh đỉnh phong mặt khác ta sẽ liệt kê một danh sách để lãng thiên luyện chế xong trước như ta tiến vào huyễn cảnh long ý đi cùng lãng thiên hấp thu đan lôi cũng đột phá đến tứ tinh đỉnh phong như vậy thì càng nắm chắc hơn đối long ý ngươi để ý một chút đừng để trong lúc không cẩn thận liền đột phá tới ngũ tinh vậy coi như ngươi sẽ không đi được đâu nha mọi người vừa nhìn long ý vừa cười cười đến nỗi lòng y bĩu môi, một bộ vô cùng ủy khuất thầm nghĩ, ta có đần như vậy đâu, nghe Tiêu Viêm an bài mọi chuyện đâu vào đó, lại thấy dáng vẻ đã có tính toán trước của hắn, thoáng nhìn danh sách đan dược cần luyện chế của Lãng Thiên, tất cả đều vô cùng tự tin, đối với hành trình sát trà khuyết động lần này của Tiêu Viêm, Nam Nhĩ mình rất nghiêm túc nói, khiếu chiến, chờ sau khi Tiêu thiếu đột phá tứ tinh đỉnh phong, có phải ngươi nên để tiêu thiếu làm nóng người trước một chút không khiếu chiến nghe thế thì cảm thấy nam nhĩ mình nói rất có đạo lý đáp đúng rồi nhỉ phải làm nóng người trước mới tốt ít nhất cũng làm quen trạng thái tứ tinh đỉnh phong một chút chân ni và từ ảnh vụng trộm cười không ngừng thầm nghĩ khiếu chiến lại bị nam nhĩ minh chụp vào chồng rồi quả nhiên nam nhĩ mình lại bày ra phản xạ trầm tư sau đó tự nhủ nếu đi ra ngoài lịch luyện thứ nhất là sợ không đủ thời gian thứ hai là sợ người của ảnh tử minh và đan điện quấy dày e rằng chỉ có thể luyện tập trong nội bộ một chút thôi khiếu chiến rất đồng ý với sự phân tích của nam nhĩ minh gật gù nói, ừ, rất có lý, nhưng rất nhanh sau đó, hắn ta lập tức ý thức được gì đó liền nói, Nam Nhĩ Minh, người có ý gì, Nam Nhĩ Minh thản nhiên đáp, ý gì ta cũng không có, là chính người nói ta phân tích rất có lý cơ mà. Đám người cười to, tự ảnh lộ ra một nụ cười xinh đẹp nói, khiếu chiến, muốn đạt được mục tiêu để tiêu thiếu làm nóng người, chỉ sợ không phải ngươi thì không thể được, xuất ra thực lực của ngươi đi, cho tiêu thiếu xem xem, cái gì gọi là đấu đế lục tinh sơ kỳ, khiếu chiến vậy mà lại không nổi giận, chỉ nói, chờ khi tiêu thiếu đạt tới tứ tinh đỉnh phong xuất quan, ngươi và nam nhĩ minh hấp thụ ma hạch, cũng hẳn là đột phá lục tinh rồi đi, tại sao lại là ta? Đến đây mình xin khép lại tập này, cảm ơn các bạn đã xem hết video, nếu hay, đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh và cũng đừng quên comment góp ý những ý kiến đóng góp của các bạn nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.